trực tiếp đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc, bóng đá World Cup 2022, 23 giờ 45 phút, ngày 7 tháng 10. Trắng tay sau hai lượt trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn về điểm số, cũng như sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ về một kết quả khả quan khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Bắc Hang So cũng hiểu rất rõ điều gì đang chờ đợi mình tại vòng loại World Cup 2022 nếu như trắng tay ở trận đấu này. Trong gần một tháng qua, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức với tuyển Trung Quốc về chuyên môn lẫn việc phân tích đối thủ. Về tâm lý, nhiều cầu thủ tỏ ra rất háo hức và tự tin trước giờ bóng lăn. Đây được coi là điểm tựa rất quan trọng để đội quân của huấn luyện viên Bắc Hang so hướng tới một kết quả có lợi. Bên kia sân, huấn luyện viên Li Tai cùng các học trò cũng đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ giới truyền thông khi thất bại nặng nề ở hai trận ra quân và rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng B. Giấc mơ gỗ cấp của bóng đá Trung Quốc cũng đứng trước nguy cơ sớm tan vỡ nếu như đội bóng này không sớm đem về những điểm số đầu tiên. Tuyển Trung Quốc đến UAE từ khá sớm. Huấn luyện viên Li Tai cùng các học trò đã hoàn tất quá trình chuẩn bị với hai mục tiêu chính là củng cố nền tảng thể lực và cải thiện chất lượng lối chơi. Dù vậy, kết quả mà Trung Quốc đạt được chưa thực sự làm người hâm mộ hài lòng khi họ bị Syria cầm hòa với tỷ số 1, một trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Trong khi bị dồn vào chân tường, cả hai đội đều quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng sự tiến bộ của đội tuyển việt nam trong ba năm qua đã thu hẹp đáng kể khoảng cách trình độ giữa hai đội và thầy trò huấn luyện viên bắc hang so tràn đầy tự tin đem về kết quả khả quan sau đội hình dự kiến sự trở lại của di mạnh sau án treo dò Đinh trọng và thành trung cũng đã bình phục chấn thương giúp cho huấn luyện viên bắc hang so có thể yên tâm về nhân sự ở hàng phòng ngự tuy nhiên nhà cầm quân người hàn quốc sẽ phải tìm lời giải cho phương án thay thế trọng hoàng bên cách phải trên hàng tấn công bên cạnh bộ tứ quang hải văn đức hoàng đức và tiến linh thì sự trở lại của Công Phượng sẽ mang đến những phương án tấn công mới trong sơ đồ chiến thuật 3 âm 5 đến 2. Việt Nam, 3 âm 5 đến 2, Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh, Văn Đức, Tiến Linh. Huấn luyện viên Li Ta tỏ ra rất ưa thích và trung thành với sơ đồ 4-4, 1 1 cho dù đội tuyển Trung Quốc chưa để lại nhiều dấu ấn về lối chơi lẫn chiến thuật với sự xếp đặt các cầu thủ nhập tịch chơi theo trực dục giống như sự sống của đội hình với trung vệ Robin tiền vệ Alessio tiền đạo Elkerson tuyển Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào các cái tên này và họ tạo nên sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong phối hợp và vận hành lối chơi Trung Quốc 4-4-1-1 Du Linh Quan Gang Giang Linh Ben Robin Quan Sen Chảo Quan Gang Alessio Jin Hồng Bộ Gu sau đối đầu và phong độ Đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong cả năm lần đối đầu với đội tuyển Trung Quốc, nhưng đó là kết quả của các trận đấu đã diễn ra hơn một thập kỷ và lần gần nhất hai đội gặp nhau vào năm 2009. Khoảng cách trình độ giữa hai đội đã được thu hẹp đáng kể và điều đó có thể cảm nhận rõ ràng hơn qua chiến thắng 2 không của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc vào năm 2019. Trong năm trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã thua 3 trận và thắng 2 trận, ghi được 9 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Thống kê cho thấy, lần đầu tiên trong 4 năm được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bắc Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã thua 3 trận liên tiếp ở một giải đấu chính thức. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã trải qua hai thất bại liên tiếp và không ghi được bàn thắng nào tại vòng loại thứ 3 của cấp 2022 và cho thấy phong độ khá thất thường. Trước đó, họ đã thắng 3 trận ở vòng loại thứ hai và trong năm trận gần nhất, Trung Quốc ghi được 10 bàn và để thủng lưới 5 bàn. Sau ngôi sao, Nguyễn Công Phượng, sự trở lại của chân sút này đem tới rất nhiều hy vọng sau hai trận liên tiếp hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam tịch ngồi. Khả năng cầm bóng cây độc biến của công phượng cũng là điều duy nhất mà hàng công của ông bắt còn thiếu, dẫn đến việc không ghi được bàn thắng. Gulei, tiền đạo 29 tuổi là niềm tự hào của bóng đá Trung Quốc thời điểm hiện tại khi đang chơi bóng tại La Liga Tây Ban Nha dưới màu áo câu lạc bộ Espanyol. Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Gulei đã được vào sân từ phút 65 trong trận đấu Espanyol đánh bại Real Madrid với tỷ số 2. -1. Đội tuyển Trung Quốc được các nhà cái đánh giá cao hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trình độ giữa hai đội là khá tương đồng. Hơn nữa, đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang So sẽ phải nỗ lực để đem về kết quả có lợi nhất và sẽ tìm mọi cách để hiện thực hóa mục tiêu đó. Với tỷ lệ này, lựa chọn đội tuyển Việt Nam là lựa chọn an toàn. Sau tài xỉu tổng số bàn thắng, hay. Sau dự đoán Việt Nam và Trung Quốc, 1 đến 1.